Hello, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với Console 8 TV. Mình là Linda và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi review một tựa game vô cùng hot dạo gần đây và có khả năng sẽ cực kỳ bùng nổ trong tương lai, đó là tựa game Cyber. Đặc biệt là trong video này thì Linda sẽ không chỉ review game mà còn cùng với các bạn trải nghiệm bản Alpha Test của Cyber nữa. Mình cùng bắt đầu ha! Ok, thì trước khi đi vào review chi tiết về gameplay của Cyber thì Linda sẽ cùng với mọi người điểm qua nhanh xem thử Cyber là tựa game như thế nào. Thì mọi người có thể type vào cyber.com để được dẫn đến trang chủ của dự án. Thì ở trên trang chủ của dự án thì mọi người có thể thấy luôn giao diện cực kỳ hoành tráng và cực kỳ chiến của tựa game Cyber. Thì Cyber là một tựa game bóng đá thẻ bài, tức là có sự kết hợp giữa bóng đá truyền thống nha mọi người và cách chơi thẻ bài. Đây, ở đây là 5 con Cyclops cực kỳ máu, cực kỳ hiếu chiến. Thực ra thì đồ họa khá là đẹp nên đã thấy vậy. Thì cho những bạn chưa biết thì Cyclops chính là NFT của Cyber nha. Và đây là các cái nhân vật mà bạn sẽ đem đi để thi đấu với các cái đội khác. Thì Cyclops là cái sự kết hợp giữa người máy và con người bình thường. Tức là nó vẫn là con người bình thường nè, nhưng mà sẽ có một vài cái bộ phận trên người nó sẽ là máy móc. Ví dụ như là tay, chân hay là cả người hay là mắt hay là tai gì đó. Nhìn rất là futuristic, rất là kiểu tương lai. Rồi thì một con Cyclops thì có những cái thành tố như thế nào? Thì ở đây sẽ có 3 yếu tố, đó là Trace, Class và Skills. Trace tức là chỉ số ẩn, thì các cái chỉ số ẩn này nó sẽ ảnh hưởng tới cái phong độ của một con Cyclops trong suốt quá trình chơi. Thì cái Class thì nó lại là hạng, thì nó sẽ có 5 hạng, đó là hạng Bronze là đồng, Silver là bạc, Gold là vàng, Platinum và bạc kim, và Legendary tức là huyền thoại. Ngoài ra thì mỗi con Cyclops đều có 6 skills, tức là 6 kỹ năng. Tackling là tắt bóng, passing là truyền bóng, dribbling là rê bóng, crossing là tạt bóng, shooting là sút bóng và physical là thể chất. Thật ra mấy cái thuật ngữ bóng đá này Linda không quá rành, nhưng mà bạn nào mà hay chơi bóng đá thì chắc chắn là biết cái này rất là nhiều ha. Thì cái Trace và cái Class là cái chỉ số ẩn và cái hạng á, thì nếu bạn nào có mua NFT ở cái đợt mở bán á, thì đây hoàn toàn là một trò chơi nhân phẩm. Linda thì không có may mắn lắm nên chỉ mở ra những cái con Bronze, là những cái con bằng đồng thôi. Rồi một số cái đặc điểm game features thì mình sẽ có Exhibition là chế độ chơi giống kiểu giao hữu luyện tập, tức là mình vừa luyện tập và chơi trong các cái môi trường bình thường nhưng mà vẫn kiếm được phần thưởng và kinh nghiệm nha. Thứ hai là mình sẽ có mentoring, cố vấn. Thì cái này mình sẽ tạo ra được những con Cyclops mới bằng cách dùng những con Cyclops mà mình đang có. Thì cái này nó cũng tương tự như chế độ breeding của Ace Infinity vậy. Đây là training, tức là cái chế độ luyện tập mà kiểu mà có thể level up, tức là nâng cấp cái con Cyclops của mình. Ngoài ra mình sẽ có các cái tactic cards, là những cái thẻ bài chiến thuật. Thì tí nữa khi mà review gameplay thì Linda sẽ nói kỹ hơn về các cái tactic cards này. Mình sẽ có League và Tournament là giải đấu vô địch và giải đấu cúp. Về cái hệ sinh thái của Cyber thì mình sẽ có 3 thành tố chính, đó là Marketplace, tức là giống như cái chợ mà bạn có thể trao đổi mua bán NFT của Cyber, tức là ví dụ như là Cyblock. Cyloans là nơi bạn có thể vay mượn Cyblock. Và Cydex là giống như là một cái sàn DEX ở trên chính giao diện gốc của Cyber luôn. Về backer của Cyber thì toàn hàng khủng rồi. Đầu tiên mình sẽ có Bitcraft là một cái quỹ mà chuyên đầu tư những cái con game xịn. Ngoài ra mình sẽ có sự đầu tư của Coin98 cũng như là Ancient Equipment. Và mình còn có sự đầu tư của các guild như là Good Games Guild, Avocado Guild, Yu-Guild v.v. Hiện tại thì Cyber chỉ chơi được trên BSC, tức là Binance Smart Chain. Rồi trong tương lai thì nó sẽ được phát triển thêm trên Solana. Nếu bạn nào quan tâm tới team thì có thể bấm vào wallpaper và xem phần team, thì sẽ có anh Tiến Trần, anh Kevin Wood và anh Aaron, tức là co-founder, và anh Long Vương là co-founding advisor. Nếu mà bạn nào quan tâm nói chung là về tổng quan cũng như review kỹ hơn về dự án thì có thể lên cái bài đánh giá về game Cyber của bên coin68.com để có thể hiểu hơn về dự án Cyber nha. Ok,
Ok, nếu bạn nào mà muốn cập nhật những cái tiến độ phát triển mới nhất của Cyber thì có thể lên cái trang blog chính thức của Cyber với cái đường link là blog.cyber.com. Thì đây chính là The Official Cyber Blog, chính là blog chính thức của Cyber. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là có một những cái bài mà để cập nhật tiến độ mới nhất á. Thì ví dụ như ngày 17 tháng 1 thì Cyber đã giới thiệu bản Alpha Test và cái chương trình Bug Bounty Program Event. Thì cái bản Alpha Test của Cyber thì Linda sẽ test cùng với mọi người trong hôm nay luôn. Ngoài ra thì ngày 15 tháng 12 thì Cyber đã gây quỹ được 1,8 triệu đô la ở vòng seed round. Trước đó thì Cyber cũng chỉ thông báo cái partnership với các bên, ví dụ như là Avocado Yield. Nếu mà bạn nào đã theo dõi Cyber từ cái vòng mà mở bán NFT thì sẽ thấy là Cyber NFT là một cái cuộc mở bán cực kỳ thành công, bởi vì là NFT của Cyber thì sold out, tức là bán hết chỉ trong vòng 1 phút và tổng lượng volume giao dịch là lên tới 10 triệu ở trên Binance NFT. Những cái bài đăng trước đó thì hầu như chỉ là về các cái partnership của Cyber với các bên. Và đặc biệt trong hôm nay thì Linda sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa là sẽ cùng các bạn đi test cái bản Alpha Test này. Thì nãy giờ thì Linda cũng đã review khá là kỹ về các cái tính năng gameplay của Cyber, nhưng mà nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa thì có thể lên cái chỗ đó, tức là white paper của Cyber, để đọc thêm về cách chơi cũng như là các tính năng vân vân. Ngoài ra các bạn có thể lên cái trang Twitter của Cyber. Trang Twitter của Cyber thì được chăm sóc khá là kỹ lưỡng, có tới 55.4 ngàn follower và có hơn gần 500 lượt tweet lận. Thì ở trên cái phần media các bạn sẽ có thể thấy được một cái teaser. Teaser về gameplay của Cyber thì mình cùng xem thử ha. Coi xong bản teaser thì mọi người có muốn thử cái bản alpha test này không? Chứ Linda thì rất 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 nóng lòng muốn thử lắm rồi. Thì để biết cách có thể tham gia cái bản alpha test này thì mọi người hãy lên cái blog chính thức của Cyber ở blog.cyber.com nha, và bấm vào bài đăng mới nhất, tức là bài Introducing Cyber Alpha Launch và Bug Bounty Program Event. Mình sẽ cùng điểm qua một số cái điểm quan trọng của cái bài đăng này nha. Đầu tiên đó là Cyber Alpha là gì? Thì Cyber Alpha tức là cái bản test game mới nhất của Cyber mà chúng ta có thể chơi thử. Thì có một cái điểm lưu ý trong cái bản Alpha này thì chúng ta chỉ có thể chơi cái chế độ Exhibition Match, tức là chế độ đấu gia hữu 3 versus 3, 3 đấu 3. Nhưng mà bạn vẫn có thể trải nghiệm tất cả các cái đặc tính khác của gameplay như là chiến lược nè, Tactic Cards là các cái thẻ bài chiến thuật nè, Goalkeeper Interactions tức là các cái tương tác giữa thủ môn nè, và kể cả cái cú đá penalty nữa. Liệu chúng ta có thể kiếm được phần hưởng khi mà chúng ta chơi cái bản test này không á? Thì câu trả lời là có và không. Tất nhiên á, là chúng ta sẽ không được những cái phần thưởng play to earn giống như là cái bản game thiệt, tức là những cái bản game file thiệt. Tại vì nó không phải là thiệt mà nó chỉ là bản test thôi. Tuy nhiên á, mình vẫn có thể kiếm được các cái phần thưởng như là Genesis Rewards, tức là cái phần hưởng cơ bản ở dưới cái dạng token là CYB, tức là token cho những cái người mà ủng hộ dự án sớm. Ngoài ra bạn vẫn có thể nhận được cái token CYB hoặc là cái phần thưởng bằng USDT nếu mà bạn phát hiện ra bất kỳ lỗ hổng nào trong cái quá trình test game và bạn report, tức là bạn báo cáo lại về với team, thì bạn vẫn có thể nhận được phần thưởng. Làm thế nào để mình có thể tham gia thì các bạn hãy nộp đơn qua cái bản Google Form này. Thì các bạn chỉ cần cung cấp email address, tức là địa chỉ email này, cái Discord username, tức là cái tên Discord của mình này, và bên Twitter handle này, và chỉ trong 25 từ hoặc là ít hơn thì các bạn hãy nói cho team như là dự án cái lý do mà bạn muốn chơi thử cái bản alpha test này. Thì sẽ có 1.000 cái tấm vé được cung cấp mỗi ngày từ ngày 17 tháng 1 tới ngày 24 tháng 1. Cho nên là bạn hãy quan sát Discord của mình xem thử mình có được nhận không nha.
Sau khi mà bạn nộp đơn thì bạn hãy vào Discord của mình xem thử là mình có được cái tấm vé gọi là Alpha Pass, tức là cái vai trò Alpha Pass của mình ở trong cái cộng đồng Cyber không. Bởi vì nếu được thì bạn chính thức trở thành người giành được tấm vé để mà có thể chơi thử cái bản Alpha Test này. Ở đây thì có nói về thời gian, tức là cái chương trình Bug Bounty Program, tức là phát hiện cái lỗi, và cái chương trình test này nó có thể kéo dài từ bây giờ cho tới ngày 29 tháng 1 và có thể là kéo dài hơn nữa. Ok, thì đó chính là tất cả về cái bản Alpha Test Cyber này. Bây giờ mình sẽ cùng đi test cái game Cyber luôn nha. Ok, thì đây chính là giao diện bản Alpha Test của Cyber. Thì như các bạn đã thấy thì nó sẽ có cái phần chính, phần ở giữa là phần My Team. Thì ở đây đã có sẵn 3 con Cyflog. Thì cái này chỉ là đại diện, cái này chỉ là minh họa thôi. Và ở trên cái chữ My Team mình sẽ có 90/100 Energy và 320 Batteries. Thì cái mức Energy và Battery này là cái mức mặc định nha. Và cho chỉ trong Alpha Test thì cho dù bạn có chơi bao nhiêu trận hay là dùng cái con nhân vật của mình đi đấu bao nhiêu trận đi chăng nữa thì hai cái mức này vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, ngoài đời thật, tức là ngoài cái game thật thì bạn sẽ bị tiêu tốn Energy và Battery khi chơi nha. Ở bên mục bên phải của tụi mình á, là sẽ có 4 mục. Mục đầu tiên là Exhibition 3 vs 3, tức là một đấu giao hữu 3 đấu 3 như mình nói hồi nãy. Thì nếu mình bấm vào đây mình sẽ chơi luôn. Mục thứ hai là mục Collection, tức là bộ sưu tập. Mục thứ ba là mục Settings, là mục cài đặt. Và mục thứ tư là mục Quit, tức là thoát ra khỏi trò chơi. Ở đây thì cái mục đầu tiên là bấm chơi game liền cho nên mình sẽ bấm sau. Còn bây giờ thì mình sẽ bấm thử vào Collection, tức là bộ sưu tập, để xem thử là bộ sưu tập thì nó có cái gì nha. Ok, thì trong cái bộ sưu tập này mình sẽ có chữ My Collection, tức là bộ sưu tập của tôi. Thì nếu mà bạn có 10 con Cyber, 10 con Cyblock á, thì nó sẽ đều hiện 10 cái con này ở đây hết. Tuy nhiên là bạn chỉ có thể chọn 3 con này cho cái game này thôi. Tùy theo cái giải đấu mà bạn có thể chọn lên đến 5 con. Trong này thì mình không có quyền lựa chọn, tại vì người ta đã chọn sẵn cho mình 3 con Cyblock rồi. Mình chỉ có thể nhấn Apply, tức là áp dụng. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ đến thử với lại cái phần settings nha. Ok, trong phần settings thì mình sẽ có mức âm lượng là global volume, thì là mức âm lượng chung thôi. Sau đó là mình sẽ có phần music on và phần SFX on. Thì music chính là âm nhạc, tức là bạn thích nghe nhạc để mà bạn chơi game thì hứng thú hơn. Và SFX là các hiệu ứng âm thanh. Ok, thì mình sẽ đều bật lên hết vì mình muốn trải nghiệm được đầy đủ nhất cái trải nghiệm chơi game. Ok, vậy thì mình sẽ cùng bắt đầu trải nghiệm chơi game nha. Mình sẽ bấm vào Exhibition 3 vs 3. Rồi Matchmaking có nghĩa là nó đang đi tìm cho mình một trận đấu phù hợp. Ok, thì nó đã tìm cho mình được 3 đối thủ. Rồi, ở cái giao diện mà chọn chiến lược thì các bạn sẽ thấy có chữ Choose Your Strategy, tức là chọn chiến lược, chiến thuật của cái hiệp đấu đầu tiên. Có cái chữ First Half nha mọi người. Tại vì một game thì sẽ có 2 hiệp. First Half là hiệp đầu, Second Half là hiệp sau. Ok, thì nó sẽ có 2 hiệp. Thì trước mỗi hiệp mình sẽ được chọn chiến thuật của mình. Ở đây mình sẽ có 5 chiến thuật, đó là Ultra Offensive, Offensive, Balance, Defensive và Ultra Defensive. Có nghĩa là siêu tấn công, cân bằng, phòng thủ và siêu phòng thủ. Thì hồi nãy á, mình nhìn xem thử đối thủ có con gì thì mình thấy là đối thủ có mà bạch kim nè, rồi có legendary, tức là huyền thoại, tức là những cái con rất là mạnh. Nhưng mình nghĩ nó rất là giỏi về việc tấn công, cho nên chắc là cái ván này mình sẽ chọn là ultra defensive, tức là siêu phòng thủ ha. Và trước khi vào game thì mình cũng nói sơ luôn á, là game này nó sẽ có hai chế độ chơi. Đó là solo, tức là bạn chỉ đấu một con Cyblock, hoặc là tandem, tức là bạn sẽ đấu hai con Cyblock. Yeah, thì tí nữa vào game thì mình sẽ nói rõ hơn là khi nào mà người ta bảo là chọn solo hay là chọn tandem thì mình sẽ tuân theo cái luật của cuộc chơi. Ngoài ra có một số các cái lưu ý khác là về các cái kỹ năng của các con Cyblock thì mình cũng phải chọn một cách khôn ngoan dựa vào các chỉ số của các cái kỹ năng này. Thì tí nữa vào game thì mình với các bạn sẽ cùng chiến luôn ha. Rồi, bây giờ cái quyết định của mình là mình sẽ chọn Ultra Defensive, tức là siêu phòng thủ nha. Và mình hy vọng thì cái chiến lược siêu phòng thủ của mình nó sẽ giúp mình chiến thắng đối phương. Các bạn muốn đọc thêm về các cái chiến lược này thì có thể lên wallpaper đọc. Ok, thì đây là cái giao diện trận đấu.
Rồi, như các bạn thấy á, là lực chơi đầu tiên là tandem, tức là đấu hai người, hai con side block, và hai kỹ năng mình phải chọn là tackling và crossing, tức là tắc bóng và tạt bóng. Giờ thì mình phải chọn ra được hai con mà có tổng chỉ số của hai kỹ năng này cao nhất. Mình đang có một con đồng, con bạc và một con vàng, thì mình sẽ chọn con đồng và con vàng của mình, tại vì tổng chỉ số của nó là cao nhất, tổng chỉ số của tackling và crossing. Sau các bạn chọn xong thì các bạn có thể chọn các cái thẻ bài chiến lược ở bên dưới, có 6 thẻ bài nha. Vòng này mình sẽ không chọn mà mình sẽ bấm ready luôn. Các bạn nhớ là phải bấm ready thì nó mới chạy nha, không bấm là nó sẽ chọn ngẫu nhiên á, thì mình sẽ không chọn được cái con. Hồi nãy mình bấm không kịp cho nên là nó lại chọn ngẫu nhiên cho mình hai con đầu rồi. Ván này mình thua mất tiêu rồi. Ok, từ từ mình sẽ giành lại chiến thắng ở các ván tiếp theo. Ván thứ hai của mình là tandem, crossing và shooting, có nghĩa là tạt bóng và sút bóng. Thì lần này mình rút kinh nghiệm, mình cũng sẽ chọn hai side block của mình mà có chỉ số này mạnh nhất, đó là con đồng và con vàng của mình. Nhưng mà mình sẽ chọn một cái thẻ bài nữa là thẻ adrenaline gì đó, tức là boost năng lượng mọi người. Và cái này là thẻ mà gắn vào được cái con của mình, cho nên mình sẽ gắn cái con side block vào cái thẻ này bằng cách click vào thẻ trước, xong rồi click vào con side block, xong rồi click vào ready thì các bạn sẽ chiến đấu. Vậy là mình đã giành chiến thắng ở cái vòng này. Các bạn nhớ là cái việc sử dụng thẻ bài này mình sẽ tốn một stamina nha. Các bạn thấy hồi nãy mình có 4 stamina, mình chỉ còn 1 stamina thôi. Ván tiếp theo là tandem, rê bóng, dribbling, chỉ có một kỹ năng thôi. Mình sẽ chọn con cái kỹ năng này cao nhất. Các bạn thấy là mình đã có con đồng và con vàng, nó bị mệt rồi á, nó bị hết pin á. Nhưng mà mình vẫn phải chọn nó, tại vì mình không có con nào mà không hết pin hết, cho nên là mình sẽ chọn hai con mạnh cái này nhất. Mình cũng đang cân nhắc xem có dùng các thẻ bài không, vì mỗi thẻ bài nó sẽ có một cái mục đích khác nhau, các bạn nên tìm hiểu kỹ khi mà đọc cái hướng dẫn chơi nha. Ok, với những thẻ bài mà không gắn được với lại cái con nhân vật của mình á, thì mọi người sẽ chỉ click lên là nó sẽ áp dụng rồi. Ok, và mình đã sút được vào lưới của đối phương mà không mất một thẻ bài nào hết. Thì các bạn thấy đó, chỉ trong hiệp đầu thì mình đã sử dụng một thẻ bài ha. Chỉ sử dụng một thẻ bài cho 3 ván trong hiệp đầu. Mỗi hiệp có 3 ván nha mọi người. Thì hiệp thứ hai này mình sẽ xem là thử các cái chiến lược như thế nào. Thì hồi nãy mình đã sử dụng Ultra Defensive rồi, thì bây giờ mình muốn chọn ngược lại là Ultra Offensive, để xem thử là mình có thắng được họ không nha. Về các chiến lược thì bạn nên đọc ở trên white paper để chắc chắn hơn. Ok, tỷ số đang là 2-1. Ok, chọn đây này lại là chọn solo chứ phải tandem nha mọi người. Solo là chỉ chọn một con thôi, và kỹ năng mình phải chọn là shooting. Mình sẽ chọn con có kỹ năng shooting là 90, là con vàng của mình. Và mình còn tới 3 stamina cho nên chắc là mình sẽ coi thử là mình có sử dụng thêm một thẻ bài không. Mỗi thẻ bài có một chức năng riêng, các bạn nên đọc kỹ trước khi sử dụng nha. Vì mình thích cái thẻ adrenaline nên chắc là mình sẽ dùng lại cái thẻ này, và mình click cái thẻ và click cái con side block của mình. Sau đó là mình sẽ áp dụng cái thẻ này vào trận đấu và click ready. Yeah, mình đã thắng rồi. Ok, vậy là cái việc mà mình sử dụng một thẻ bài để giúp mình chiến thắng ở cái ván này, tức là 3-1. Ván tiếp theo vẫn là solo, nhưng mà là tackling và crossing, tức là tắc bóng và tạt bóng. Ok, và chỉ được chọn một con thôi, để mình xem thử là chỉ số, tổng chỉ số hai kỹ năng này của con nào là mạnh nhất. Ôi, con vàng của mình nó lại bị hết pin rồi mọi người. Để mình coi thử ha. Ok, chắc là mình sẽ chọn con đồng nha mọi người. Và để mình xem thử là mình có cần thiết phải chọn một thẻ bài không. Vì mình cảm thấy là, thẻ này cũng hay nè, nhưng mà chắc là mình sẽ không chọn. Ok, và mình cũng vẫn thắng ván này. Ok. Rồi, lượt cuối cùng là tandem, là rê bóng và shooting, tức là chọn hai con mà giỏi nhất hai kỹ năng này, tức là chỉ số của hai kỹ năng này cao nhất. Thì bây giờ mình đã 4-1, thì bây giờ mình có thua hay là có ăn thì mình vẫn thắng cái ván này thôi. Cho nên thật ra mình cũng không cần phải sử dụng cái hai cái stamina còn lại. Stamina giống như là mana nha mọi người, tức là cái chỉ số năng lượng, nếu bạn dùng hết thì bạn sẽ không được dùng cái thẻ bài này nữa. Ok, mình sẽ dùng thẻ common jammer gì đó.
vì cái thẻ này không có gắn vào các side block được nên bạn chỉ cần bật lên thôi. Rồi chơi. Mọi người nhớ là mình chỉ có 30 giây để chọn các nhân vật chiến đấu cũng như là thẻ bài nha. Ôi, mình vẫn thắng ván này mọi người, không biết là do mình chơi giỏi hay là game dễ nữa. Ok, vậy thì sau khi mà trải qua 6 ván đấu thì nó sẽ hiện cho các bạn một cái bảng như thế này. Tức là cái bảng tổng kết đó, thì ở đây mình sẽ có là một ván thua đầu tiên và 5 ván thắng. Thua thì sẽ có màu hồng nha mọi người, ván thắng thì sẽ có màu xanh. Và sau khi nó tổng kết như thế này thì nếu mà hơn đó, thì bạn sẽ giành chiến thắng, tức là you win. Còn nếu mà là hòa nha mọi người thì nó sẽ có màu vàng. Ok, thì cái phần thưởng ở sau trận đấu sẽ là kinh nghiệm và token CBT. Thì nếu bạn thắng thì bạn sẽ giành được cả token và kinh nghiệm. Tuy nhiên nếu bạn thua thì bạn chỉ giành được cái phần kinh nghiệm thôi, chứ không giành được cái phần CBT này nha. Bởi vì ván này mình thắng cho nên mình sẽ không nói được cái trận đấu penalty. Thì để bây giờ mình sẽ chơi cho tới khi nào mình được đánh penalty, và mình sẽ show cho các bạn thấy là một cái trận penalty nó diễn ra như thế nào. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã tìm được một cái trận mà mình hòa để mình được đấu penalty. Nên bây giờ mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm cái trận đấu penalty nha. Đây là cái giao diện của trận đấu penalty. Thì mọi người thấy là mình chỉ có 7 giây để quyết định là mình sẽ đá vào bên trái, ở giữa hay là bên phải. Mình sẽ chọn right kick nha. Nếu mà bạn đá mà nó không bắt được thì bạn sẽ thắng, bạn sẽ được một cái nút xanh bạc gì đó ở đây nè, ở phía bên trái, shoot result. Tiếp tục, mình tiếp tục đá thẳng và nó không bắt được. Mình sẽ đá trái đi. Rất tiếc là lần này nó đã bắt được cho nên là mình đã bị thua rồi. Mình sẽ bị một cái dấu vàng bạc gì đó ở đây, cái dấu tích không có được hay lắm. Ok, nó tiếp tục bắt được của mình cho nên mình vẫn thua cái ván penalty tiếp theo. Mình sẽ chọn straight kick, đá thẳng ha. Và nó không bắt được, vậy là mình sẽ đã thắng 3 trên 5 ván penalty. Bây giờ là đến lượt mình bắt. Bây giờ mình sẽ chọn bắt bên trái, bên phải hay ở giữa. Mình bắt bên phải trước nè. Ok, và mình không bắt được. Mình sẽ bắt thẳng. Cái này hoàn toàn hên xui nha mọi người. Và mình đã bắt được cái quả vừa rồi của đối phương. Bây giờ mình tiếp tục bắt bên trái. Thì mình chỉ chọn hên xui thôi. Ok, và mình đã bắt được của đối phương. Mình sẽ chọn lại bên phải đi. Ok, mình vẫn không bắt được mọi người ơi. Nếu mà chắc cuối cùng mình bắt được thì mình sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà mình không biết mình có bắt được không. Mình sẽ chọn. Mình đã không bắt được cho nên tỷ số penalty của hai đội là đều nhau. Thì các bạn sẽ được thêm một quả cuối cùng nha. Và quả này nếu mà bạn thắng thì bạn sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Và đây mình đã chọn quả bên phải và mình đã giành chiến thắng ở cái trận penalty. Đây là tổng kết của cái trận đấu vừa rồi. Các bạn có thể thấy là những cái trận thắng thì mình sẽ có màu xanh, những trận thua thì mình sẽ có màu hồng, và trận hòa mình sẽ có màu vàng. Cái trận cuối cùng là showdown, tức là penalty chung cuộc ấy. Và để giải quyết được cái việc mà mình bị hòa thì mình đã thắng cái penalty bằng cái quả thứ 6. Cho nên mình đã giành chiến thắng chung cuộc. Ok, thì vừa rồi chính là trải nghiệm chơi bản alpha test của Cyborg, của Linda. Thì đối với cá nhân mình á, thì mình rất là thích cái art và cái đồ họa của Cyborg. Mình thấy là mỗi cái con NFT, mỗi cái con Cyborg thì đều có dáng vẻ riêng, có trang bị riêng, có đầu tóc riêng, nhìn rất là bắt mắt và rất là màu sắc. Ngoài ra thì các cái sân vận động ở trong Cyborg ấy, hoặc là các cái sân penalty thì mình thấy là được thiết kế khá là kỹ càng, khá là đẹp mắt, thì mình khá là thích. Cái thứ hai là mình thích đó là cái gameplay nó không có đơn giản mà nó khá là phức tạp. Bởi vậy bạn phải dùng đầu óc để mà suy nghĩ cái chiến lược, cái chiến thuật phù hợp để có thể thắng được game. Cái cuối cùng mà mình cũng khá ưa thích đó chính là cái nhạc và cái hiệu ứng âm thanh. Theo mình là khá là vừa phải nhưng mà vẫn đủ kích thích để các bạn có thể có hứng thú khi chơi game. Tuy nhiên một điểm trừ nho nhỏ đối với mình đó là cái gameplay của Cyborg nó hơi phức tạp một tí. Mình phải chơi nhiều lần á thì mình mới hiểu được. Cho nên mình khuyên là nếu các bạn nào chơi thì các bạn nên đọc kỹ cái hướng dẫn trước khi chơi ấy, tức là cái cách sử dụng chiến lược trước mỗi hiệp nè, rồi các cái cách mà sử dụng các tactic cards, là các cái thẻ bài chiến thuật một cách phù hợp để mình có thể giành được lợi thế so với đối phương. Vậy đó chính là review dự án Cyborg đến từ Coin68. Linda hy vọng các bạn sẽ thích video này và nên nhớ đây chỉ nhằm mục đích thông tin chứ không phải lời khuyên đầu tư. Nếu các bạn cảm thấy game Cyborg thú vị, comment bên dưới như Linda viết với nha. Còn bây giờ Linda xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.